Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với kênh youtube Die Web Coach của Đức, Đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết, Ukraine sẽ mất Odessa và Kharkov trong cuộc tấn công của quân đội Nga. Ông này cũng cảnh báo, nếu đồng minh phương Tây và chính phủ của ông Zelensky không sẵn sàng đàm phán, Nga sẽ có những hành động tiếp theo. Đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc nói rằng Ukraine sẽ mất Odessa và Kharkov trong cuộc tấn công của quân đội Nga. Chuyên gia này cho biết việc này đã được lên kế hoạch sẵn. Theo ông, giới lãnh đạo Nga đã chuẩn bị sẵn kế hoạch giải phóng các thành phố này và quân đội Nga sẽ sớm tiến về đó. Đại tá McGregor cũng cảnh báo nếu các đồng minh phương Tây và chính phủ Kiev không sẵn sàng đàm phán, lực lượng Nga sẽ phải tiến sâu hơn vào miền Tây Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo ở Antalya hôm thứ Bảy rằng Moscow không từ bỏ ý định đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng nhận thấy Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ nước này không có mong muốn thực sự về điều này. Ông nói cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ kết thúc khi nước này bắt đầu tuân thủ các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Theo ông Lavrov, Nga chưa thấy bất kỳ đề xuất đàm phán nghiêm túc nào kể từ khi thỏa thuận hòa bình Istanbul vào mùa xuân 2022 thất bại. Ông Lavrov tuyên bố, không có lời kêu gọi nghiêm túc nào đối với chúng tôi về các cuộc đàm phán. Nói một cách nghiêm túc, ý tôi là những đề xuất thực sự nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Không có đề xuất nào như vậy. Đồng thời nhấn mạnh rằng, Nga chưa bao giờ từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình. David Arakamia, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine ở Istanbul, từng tiết lộ cựu thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới Kiev và thuyết phục chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ông Johnson đã phủ nhận mọi vai trò trong việc này. Vào mùa thu năm 2022, Tổng thống Zelensky ban hành xác lệnh cấm Ukraine tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với giới lãnh đạo hiện tại của Nga. Ông cũng đưa ra kế hoạch hòa bình của riêng mình, sau này được gọi là công thức của Zelensky. Kế hoạch này yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể được tiến hành. Moscow coi kế hoạch này là vô lý và đổ lỗi cho Kiev cũng như những nước ủng hộ Ukraine ở phương Tây đã từ chối bất kỳ cuộc đối thoại có ý nghĩa nào. Nga cũng cho biết sẵn sàng đàm phán hòa bình miễn là tính đến tình hình thực tế. Quan chức Ukraine tiết lộ nước này đang cải tiến nhiều dòng xuồng cảm tử không người lái, trong đó bao gồm CBB. Chuẩn tướng Ivan Lukasevich, chỉ huy đơn vị vận hành xuồng không người lái USV thuộc Cơ quan An ninh Ukraine SBU, cho biết loại vũ khí này đã được nước này nâng cấp liên tục trong suốt cuộc xung đột, và nhấn mạnh rằng chúng mạnh hơn, hiệu quả hơn và nguy hiểm hơn so với trước đây. Theo ông Lukasiewicz, để bù đắp cho lực lượng hải quân, Ukraine đã tìm cách xây dựng hàm đội USV đầu tiên trên thế giới, trong đó tập trung vào phát triển mẫu xuồng tấn công có tên gọi là C baby Theo báo cáo, có 3 sự đổi chính được thực hiện trên nguyên mẫu CBP. Thứ nhất, Ukraine đã tăng kích thước và trọng lượng của đầu đạn gắn trên CBP lên đến 860 kg. Thứ hai là cải tiến về khả năng di chuyển trên biển của USV, giúp chúng băng qua được các con sóng cao 1,5m. Và cải tiến thứ ba là tầm hoạt động của xuồng tấn công đã được tăng lên đáng kể. Theo đó, USV có thể di chuyển với quãng đường lên đến 1.000 km. Ông Lukasiewicz cũng cho biết, Ukraine muốn biến Sea Baby trở thành khí tài có thể sử dụng nhiều lần để giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả tập kích, song không đề cập chi tiết. SBU trước đó tiết lộ đã lắp bệ phóng rocket lên mẫu USV này để tấn công chiến hạm Nga gần bán đảo Crimea thay vì dùng làm vũ khí cảm tử. Một quan chức Ukraine cũng cho biết, Kiev đang hướng tới xây dựng lực lượng xuồng không người lái đa nhiệm, có thể trang bị pháo, hệ thống phòng không hoặc làm nhiệm vụ tấn công cảm tử để thay thế cho các chiến hạm cơ lớn. Theo tướng Lukasiewicz, nga đã triển khai nhiều biện pháp đối phó với chiến thuật xuồng không người lái của Kiev, như trang bị súng máy trên tàu chiến và tăng cường triển khai máy bay trực thăng tuần tra trên biển. Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine vẫn đi trước một vài bước so với đối phương trong lĩnh vực này. Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng USV đã giúp Ukraine phá thế phong tỏa biển đen của Nga trong năm qua, thậm chí được cho đã khiến một số chiến hạm Nga phải di chuyển ra xa hơn Crimea để tránh bị tấn công. Đây là một thành công lớn vì trên thực tế, Ukraine không có hải quân mạnh nếu so với Nga. Tháng trước, Ukraine cho biết họ đã phá hủy hoặc làm hư hại hàng chục tàu trên Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Ukraine ước tính đã loại bỏ của Nga tới 1 phần 3 số lượng tàu trong hạm đội biển đen. Ông Lukashevich cảnh báo, nếu có mối đe dọa, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra chúng, xác định và phá hủy chúng. Một quan chức cấp cao của Liban cho biết, đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein đến thăm Liban vào ngày 4 tháng 3 để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm gia tăng xung đột xuyên biên giới Liban-Israel. Trước đó, ông Hochstein đã đến Liban vào tháng 1 năm 2024 với mục đích tương tự. Ông Hochstein từng thành công khi đề xuất một thỏa thuận nhằm giải quyết tranh chấp biên giới trên biển giữa Liban và Israel năm 2022. Các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban diễn ra hàng ngày, song song với xung đột ở Gaza. Đây là cuộc xung đột tồi tệ nhất giữa các đối thủ được trang bị vũ khí mạnh mẽ kể từ xung đột năm 2006, làm dấy lên lo ngại về một xung đột quy mô lớn giữa hai bên. Chuyến thăm Liban của ông Hochstein diễn ra trong bối cảnh một số quan chức Mỹ nhận định quân đội Israel có thể phát động kế hoạch tấn công trên bộ vào Liban nếu các nỗ lực ngoại giao không thể khiến lực lượng Hezbollah rút khỏi khu vực biên giới Israel-Liban và dừng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Trước đó, quân đội Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào thung lũng Bekaa của Liban trong ngày 26 tháng 2, khiến ít nhất hai tay súng Hezbollah thiệt mạng. Theo hãng tin Reuters, các nguồn tin ở Liban nhận định đây là cuộc tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Liban mà Israel từng thực hiện kể từ khi bùng nổ giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn vào tháng 10 năm 2023. Hezbollah tuyên bố hành động tấn công là để phản đối kế hoạch quân sự của Israel ở giải Gaza. Quân đội Israel cho biết các chiến đấu cơ nước này đã tấn công hệ thống phòng không của Hezbollah ở thung lũng Bekka nhằm đáp trả việc Hezbollah bắn hạ một máy bay không người lái UAV của Israel. Đài truyền hình Al-Jadid của Liban đã phát sóng hình ảnh những đám khói bốc lên từ khu vực thung lũng Bekka. Phía quân đội Israel khẳng định sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ Israel khỏi sự tấn công của Hezbollah, kể cả trong không phận Liban. Ngay sau vụ không kích, Phía lực lượng Hezbollah tại Liban ngay tối ngày 26 tháng 2 tuyên bố đã bắn hơn 60 quả tên lửa Katyusha về phía cao nguyên Golan. Mục tiêu là sở chỉ huy sư đoàn cao nguyên Golan của quân đội Israel. Cuộc tập kích nhằm đáp trả vụ không kích do quân đội Israel tiến hành vào sâu trong lãnh thổ Liban trước đó. Baalbek là một trong những thành trì quan trọng của Hezbollah tại Liban. Cuộc không kích vào Baalbek hôm qua được cho là lần tấn công sâu nhất vào trong lãnh thổ Liban mà quân đội Israel từng thực hiện trong nhiều năm qua. Theo một số chuyên gia khu vực, cuộc không kích có thể là dấu hiệu cho thấy Israel bắt đầu mở rộng mục tiêu tấn công vào Liban nhằm đáp trả các cuộc bắn phá kéo dài liên tục hơn 4 tháng qua của Hezbollah sang miền Bắc Israel. Bên cạnh đó, truyền thông Ả Rập cho biết một số quan chức tình báo Mỹ nhận định quân đội Israel có thể phát động kế hoạch tấn công bộ binh vào Liban vào cuối mùa xuân đầu mùa hè năm 2024 nếu các nỗ lực ngoại giao hiện nay không thể khiến lực lượng Hezbollah rút khỏi khu vực biên giới Israel-Liban. Dẫn lại một số nguồn tin Mỹ, các nguồn tin Ả Rập nói rằng một số quan chức trong chính quyền Mỹ cũng đồng tình với nhận định này của giới chức tình báo. Trong đó, một quan chức cấp cao khẳng định chính quyền Mỹ đang hành động dựa trên giả định cuộc tấn công của Israel vào Liban sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. Theo quan chức này, khả năng nổ ra cuộc tấn công là khá rõ ràng. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Israel đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần ở Gaza với điều kiện phong trào Hồi giáo Hamas phải đồng ý thả những con tin dễ bị tổn thương. Quan chức giấu tên trong chính quyền Biden tiết lộ có một thỏa thuận khung, người Israel ít nhiều đã chấp nhận nó. Ngay bây giờ, quả bóng nằm bên sân của Hamas sẽ có lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần ở Gaza nếu Hamas đồng ý thả các con tin dễ bị tổn thương như người bệnh, người bị thương, người già và phụ nữ. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận Hamas cho biết một phái đoàn của nhóm này tới Cairo để đàm phán về lệnh ngừng bắn. Theo nguồn tin, lệnh ngừng bắn cũng sẽ cho phép sự gia tăng đáng kể viện trợ nhân đạo vào Gaza sau khi liên hợp quốc cảnh báo nạn đói xảy ra ở khu vực. Ngoài ra, nguồn tin nhà trắng cho biết, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp bộ trưởng nội các thời chiến Israel Benny Gantz tại nhà trắng vào ngày mùng 4 tháng 3 trong bối cảnh Washington tìm cách đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và tăng cường viện trợ cho Gaza. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ xoay quanh các chủ đề bao gồm giảm thương vong cho dân thường Palestine, đảm bảo lệnh ngừng bắn tạm thời thả con tin bị giữ ở Gaza và tăng viện trợ cho lãnh thổ này. Quan chức này tiết lộ, Phó Tổng thống sẽ bày tỏ mối quan ngại đối với sự an toàn của 1,5 triệu người ở Rafah. Trong khi đó, phía Bộ trưởng Gans ra tuyên bố xác nhận rằng ông sẽ gặp Phó Tổng thống Harris cũng như với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan và các thành viên Đảng Cộng hòa và Dân chủ của Quốc hội Mỹ. Ở diễn biến khác trước đó, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng khi bắt đầu cuộc gặp với Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh chúng ta cần làm nhiều hơn nữa và Mỹ sẽ làm nhiều hơn nữa. Theo ông, trong những ngày tới, Mỹ sẽ cùng Jordani và các nước khác thả thêm hàng cứu trợ và thực phẩm xuống giải Gaza. Bên cạnh đó, ông cho biết sẽ đề nghị Israel cho phép thêm nhiều xe tải chở hàng cứu trợ vào giải Gaza, trong khi xem xét thiết lập hành lang hàng hải để có thể đưa một lượng lớn hàng cứu trợ vào giải Gaza. Theo các quan chức Mỹ, việc thả hàng cứu trợ có thể bắt đầu sớm nhất là vào cuối tuần này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà trắng John Kirby cho biết Tổng thống Biden đã lên kế hoạch thả hàng cứu trợ từ trên không. Sau vụ binh lính Israel nổ súng vào người Palestine đang chờ nhận hàng cứu trợ, đã nhắc nhở Tổng thống cần tìm ra cách thức để đưa hàng viện trợ vào Gaza. Theo ông, Mỹ sẽ không chỉ thực hiện một đợt thả hàng cứu trợ mà nước này đã lên kế hoạch tiến hành nhiều đợt trong nhiều tuần. Tuy nhiên, đây là một hoạt động quân sự khó khăn đòi hỏi lầu năm góc phải lên kế hoạch cẩn thận vì sự an toàn của cả dân thường Gaza và quân nhân Mỹ. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cũng cho biết Israel đang nghiêm túc điều tra vụ nổ súng, khiến nhiều người dân Palestine thiệt mạng khi đang xếp hàng chờ nhận viện trợ. Tuy nhiên, ông nêu rõ Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Israel. Theo cơ quan y tế Palestine, hơn 24.000 người thiệt mạng và hơn 61.000 người bị thương tại Gaza kể từ khi xảy ra xung đột. Ngân hàng Thế giới ước tính hơn 60% cơ sở hạ tầng của Gaza bị hư hại hoặc phá hủy. Trong khi đó, các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah xảy ra hàng ngày tại khu vực biên giới Israel-Liban. Lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công các tàu chở hàng ở Biển Đỏ, làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Đồng thời, các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria do các nhóm vũ trang thực hiện cũng đang gia tăng.